Lên kế hoạch những điều cần làm trong tuần để không bỏ lỡ thứ gì, theo dõi và phát triển thói quen kết của bản thân, theo dõi chi tiêu, hạn chế hết tiền cuối tháng. Lên kế hoạch bài tập nhóm để mọi thành viên có thể dễ theo dõi tiến độ và làm đúng phần việc của mình. Những gì mà Ri vừa cho bạn xem chính là template Notion, một mẫu được tạo ra với một mục đích nhất định cho người sử dụng. Video này Ri sẽ hướng dẫn cho các bạn làm tất tần tật từ A đến Z một template Notion hoàn chỉnh để có thể ra được một template gọn gàng và xinh xẻo như thế này. Cùng xem nha. Lưu ý là nếu các bạn chưa xem hướng dẫn cơ bản của Ri thì hãy xem ở đây để có thể nắm được những thao tác không bị bỡ ngỡ khi mà Ri vào làm template ha. Đầu tiên phải biết mình muốn làm gì cái đã. Chẳng hạn các bạn muốn làm một template tracking lại những cuốn sách mình đã đọc hoặc là những trang web mà mình thích. Hoặc nếu các bạn chưa có ý tưởng thì có thể lên Pinterest, search từ khóa là Notion Template Ideas. Ở đây sẽ cho ra kết quả của rất nhiều template đẹp và có những cái nội dung hay để mình tham khảo và làm theo. Tuy nhiên, rất nhiều khi các bạn sẽ không tìm được một template mà đúng như nhu cầu của mình. Bây giờ thì các bạn sẽ phải tự thân vận động. Chẳng hạn như là Ri muốn làm một cái dashboard cá nhân, những cái công việc của mình thì không có một ai giống hoàn toàn mình hết nên mình sẽ phải tự làm nhiều thứ. Thì đầu tiên Ri phải ghi xuống giấy những điều mà Ri mong muốn có ở trong template đó. Sau khi có những thông tin đầu vào rồi thì mình sẽ phải sắp xếp bố cục cho những cái thông tin đó. Việc này cũng khá giống với việc trang trí sổ, đó là mình sắp xếp những cái điều mà mình muốn theo dõi một cách thẩm mỹ và phù hợp với cái bộ não mình hoạt động nhất. Nếu chưa rành về bố cục thì các bạn có thể tham khảo nhiều ở trên mạng, chẳng hạn như trên Pinterest, trên Reddit, hoặc là các bạn có thể tham khảo những cái website người ta sắp xếp như thế nào, hoặc là những cái app lên kế hoạch đã có sẵn cái template rồi, như là Trello nè, Monday hoặc là Asana. Cá nhân Ri thì rất thích tham khảo bố cục của bạn Ella ở trên Reddit. Bạn này share cực kỳ nhiều template free và những cái resource free hình đẹp để cho mình có thể trang trí vào trong Notion. Dựa trên những thông tin xác định ở bước 1, Ri sẽ phát sơ sơ một bố cục ở trên giấy nháp như thế này. Đầu tiên các bạn chọn dấu cộng ở đây để tạo ra trang mới, bật full width cho đầy trang nha. Ban nãy Ri phát bố cục 3 cột nên trước hết là mình chia cột ha. Ở đây Ri gõ 3 chữ cái bất kỳ và cách nhau bằng Enter, nó sẽ tạo ra 3 block trong trang. Block là một khối thông tin trong Notion, mỗi khối chỉ có một định dạng duy nhất và có 6 dấu chấm ở đầu để mình di chuyển. Khi nhập chữ mà mình shift Enter thì chữ vẫn sẽ nằm trong một block ha. Bây giờ thì mình đã có 3 cột để bắt đầu đưa thông tin vào rồi. Nếu muốn độ rộng cột khác nhau thì các bạn có thể canh ở cái phần giữa này nè, kéo qua kéo lại thành giới hạn như vậy ha. Sau đây sẽ là một số kỹ thuật để các bạn có thể ứng dụng vào việc trang trí template Notion. Ri thích trang trí bằng icon và cover hình động vì nhìn nó rất là hay, nhất là những cái hình bầu trời như thế này nè. Thao tác để đưa hình động vào trang trí thì các bạn cứ tham khảo ở trên video nha. Ri sẽ thực hiện rất là chi tiết cho các bạn xem. Các bạn có thể lên các trang đổi phông chữ cho mạng xã hội như là IG font và nhập những cái chữ mà các bạn cần. Sau đó thì phía dưới này nó sẽ hiện ra rất là nhiều phông để cho các bạn chọn. Các bạn chỉ cần copy và dán vào trong Notion thì nó sẽ tự hiện định dạng đó luôn. Widget là những công cụ có sẵn như là lịch năm, đếm ngược ngày giờ. Các trang Ri hay tải widget là indify.co và getcaro.com. Các bạn có thể chọn màu và mẫu mà mình thích. Sau đó thì copy link vào Notion, mình dán link lên. Nó sẽ hiện dòng là embed link này. Các bạn chọn vào là xong. Nó sẽ hiện ra một cái widget nguyên cho mình. Sau đó thì mình có thể di chuyển tới chỗ mình thích là ok. Trong trường hợp này mình sẽ tạo những cái kiểu nút như vậy để di chuyển tới trang web hoặc là page mà mình muốn. Đầu tiên thì các bạn tạo một cái định dạng gọi là call out. Sau đó thì các bạn đổi màu cái cụm call out này vào gõ chữ mà các bạn cần vô. Thêm một chút xíu icon cho nó tông xịt tông và xinh ha. Rồi giờ các bạn chỉ cần copy link của page mà các bạn muốn cái nút này chuyển đến. Sau đó trở về cái call out lúc nãy, chọn text. Sau đó thì ở đây có chữ link, các bạn bấm vào link và dán cái link vừa mới copy là xong. Bây giờ thì khi các bạn bấm vào chỗ này, nó sẽ chuyển nhanh tới trang mà các bạn muốn. Có thể áp dụng tương tự với các cái website và đường dẫn ở bên ngoài Notion luôn ha. Ở đây thì Ri sẽ tạo một cái khung có màu để nhập text vô và nhìn nó sẽ hay hay. Tương tự như ban nãy, các bạn hãy tạo ra một cái call out, sau đó đổi màu call out,
rồi chọn một cái icon. Sau đó thì các bạn shift enter, nó sẽ kéo rộng vùng màu ra để trang trí một góc nhìn rất là xinh, kiểu để ghi chú hàng ngày á. Khi các bạn thêm một định dạng gallery, nó sẽ ra một giao diện như thế này. Nhìn cũng khá là ổn, nhưng mà các bạn có biết là khi mình bấm vào cái dấu ba chấm này, chọn properties thì mình sẽ chỉnh được cái layout gallery này không? Cụ thể là Ri có thể thay đổi kích thước của cái thẻ này nè. Đó, hoặc là cho hiện cover ra ngoài kiểu như vậy, hoặc là chỉ cho thẻ hiện cái tiêu đề thôi, không hiện hình. Thì nhìn nó rất là đa dạng và đẹp, giúp mình trang trí được cái nhóm thông tin nè. Nếu các bạn có những template dạng tracker chi tiết như Ri đang làm ở Anime Tracker này, thì mỗi lần tạo một truyện mới phải copy cái cũ và chỉnh sửa thì khá là phiền. Do đó thì ở phần dấu ba chấm ở mỗi gallery, các bạn có thể bấm vào phần template và thêm một cái form mẫu. Chẳng hạn như ở đây Ri đã tạo sẵn một form mẫu review truyện trống rồi nè. Mỗi lần bấm new ở ngoài gallery, thêm truyện mới thì tự động nó sẽ hiện lên một cái lựa chọn màu xám nhạt là cái template mà mình vừa mới làm, là một form á. Thì mình bấm vào và nó sẽ hiện ra tất cả nội dung form trống để mình điền vào, rất là tiện luôn. Nghe đơn giản nhưng mà không có ai cũng biết đâu nha. Thì cách để copy toàn bộ trang chữ ở trên điện thoại là các bạn có thể bấm ở dấu ba chấm này, các bạn chọn lock page lại, sau đó thì các bạn có thể tự do copy toàn bộ các block ở trong trang luôn. Để chỉnh sửa lại cái trang đó thì các bạn unlock là được ha. Cách tô chữ và chọn cái màu mặc định thì chắc ai cũng biết rồi đúng không? Nhưng các bạn có từng đổi màu chữ không có trong bảng màu của Notion chưa? Ở đây Ri sưu tầm được một bài viết rất là hữu ích và chi tiết trên hội Notion Việt Nam về việc đổi màu cũng như là đổi phông, đổi kích thước chữ rất là hay. Các bạn có thể tham khảo đường link ở bên dưới nha, vì có khá nhiều chi tiết, làm ra thì dài lắm. Sau khi các bạn làm xong template rồi thì các bạn hãy xài và quan sát những cái thói quen của mình, xem là có chỗ nào chưa ổn, mình sửa lại, mình tinh chỉnh sao cho nó phù hợp với mình nhất. Bỏ đi những cái mà mình không xài, nói chung là cho nó thật là tinh gọn và thật là hiệu quả. Ngoài ra lúc thiết kế thì các bạn cũng nên để ý là mình có hay xài cái template đó ở trên điện thoại không. Bởi vì khi trên điện thoại thì nó sẽ hiển thị một cột thôi, sắp xếp hết tất cả những gì mình design vào trong một cột. Nên nếu các bạn design nhiều hình, nhiều chi tiết thừa quá thì nó sẽ làm cho cái trang giao diện trên điện thoại rất là loạn. Template mà Ri dùng để ví dụ cho các bạn có link ở phía bên dưới, các bạn có thể bấm vào và duplicate về để sử dụng nha. Nếu thấy video hữu ích thì hãy cho Ri một like, share và subscribe kênh của Ri, vì Ri sẽ còn nhiều video hữu ích như vậy nữa. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye!